các bạn bắt đầu vào cái chuỗi chia sẻ về làm đẹp của Ngọc Anh. Và đây cũng là những kiến thức rất là cơ bản, rất là nền để cho chị em mình có những cái thông tin hữu ích về làm đẹp cho mình, cũng như tư vấn làm đẹp cho những cái bạn bè, người thân, quý khách hàng của các bạn nhé. Và giới thiệu với các bạn thì Ngọc Anh hiện tại là chuyên gia tư vấn làm đẹp và kèm cặp những khách hàng mà đang trực tiếp sử dụng dòng mỹ phẩm thiên nhiên Hàn Quốc The Nature Book. Và để có thể tư vấn làm đẹp ra cho khách thì bản thân Ngọc Anh sẽ là người nắm vững nhất những kiến thức về làn da cũng như các tình trạng về da, và có những cái giải pháp để có thể tư vấn chị em mình một cách hiệu quả hơn. Và trong cái số liệu thống kê thì làn da chúng ta chiếm đến 16% tổng trọng lượng của cơ thể. Và nếu như tính làn da của một người trưởng thành thì nó chiếm đến 1,6 m². Nếu mà dàn hết làn da của người trưởng thành ra trên một mặt phẳng ấy, đúng không ạ? Nó có diện tích là 1,6 m². Một con số rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Và để chúng ta nhấn mạnh hơn cái việc mà làn da nó có vai trò quan trọng đối với cơ thể, đối với sức khỏe, đối với sắc đẹp của chị em đó. Và làn da được ví như một cái tấm màn bảo vệ ngăn cản giữa môi trường bên ngoài cũng như môi trường bên trong cơ thể đó. Nó có chức năng bảo vệ chống lại cái tác động tiêu cực của điều kiện môi trường, ví dụ nắng mưa, khí hậu khắc nghiệt này, đúng không, vân vân, hãy ngăn những cái vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta đó. Và da của chúng ta luôn có chức năng bài tiết và chức năng hấp thụ, đúng không ạ? Bài tiết và hấp thụ, đây là chức năng cơ bản, hai chức năng cơ bản của làn da, đúng không ạ? Do đó kể cả khi chúng ta ngủ thì làn da của chúng ta vẫn bài tiết, vẫn hấp thụ, vẫn hoạt động bình thường. Đó cho nên là trong cái phần chia sẻ về làm đẹp của Ngọc Anh sẽ có chia sẻ các bạn về những cái thời điểm vàng mà chúng ta nên bổ sung nước cho cơ thể nhỉ, đúng không ạ? Đó cũng liên quan đến làn da, đúng không ạ? Và phạm vi muốn cái video chia sẻ đầu tiên, Ngọc Anh sẽ chia sẻ cho bạn đến cái phần cấu trúc cơ bản của làn da. Cấu trúc cơ bản làn da của chúng ta gồm có ba cái lớp cơ bản, đúng không ạ? Lớp đầu tiên gọi là lớp biểu bì hay gọi là lớp thượng bì, và đây là cái lớp thể hiện ạ, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy lớp biểu bì của răng của nhau, đúng không ạ? Và riêng lớp biểu bì này nhìn như vậy thôi, chúng ta có 4 lớp con, đúng không ạ? Trên cùng là lớp sừng, dưới lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Và tế bào non mới của chúng ta sẽ hình thành ở lớp đáy này, đúng không ạ? Sau đó di chuyển dần lên các lớp và sẽ kết thúc ở lớp sừng, đúng không ạ? Và bong chóc ra ngoài qua cơ chế tự nhiên hoặc là cái cơ chế trực tiếp của chúng ta để lấy đi, loại bỏ những cái lớp tế bào sừng, tế bào chết cho chúng ta, đúng không ạ? Thì phần chia sẻ của Ngọc Anh sẽ có những cái phần mà chia sẻ tại sao chúng ta cần phải chủ động lấy đi cái lớp tế bào chết, đúng không ạ? Tại sao chúng ta cần phải dùng tẩy da chết, đúng không ạ? Vân vân. Ngọc Anh sẽ làm việc rất là nhiều những thông tin liên quan đến tầng biểu bì. Chính là cái tầng mà ảnh hưởng đến làn da, đúng không ạ? Tầng thể hiện, đúng không ạ? Tầng để chúng ta có thể liên quan đến thẩm mỹ của làn da của chị em mình. Thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về tầng biểu bì nhé. Tiếp theo, dưới tầng biểu bì thì mình có tầng trung bì, và dưới tầng trung bì thì mình có tầng hạ bì đó. Và tầng trung bì thì là tầng có vai trò ảnh hưởng quan trọng đến cái việc mà săn chắc đàn hồi của làn da. Và tầng hạ bì là chứa các mô mỡ, mô liên kết để cung cấp được những cái sức sống dưỡng chất cho làn da, và cũng là cái nơi mà collagen và elastin là khởi nguồn của cái việc hình thành, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố mà tác động lên độ săn chắc đàn hồi của làn da ở tầng trung bì đấy. Đó, và đây là những cái thông tin cơ bản nên là chị em mình cần phải nắm rõ các cấu trúc cơ bản của làn da để lúc tư vấn cho khách hàng, ví dụ như là tại sao phải dùng tinh chất, đúng không ạ? Dùng tinh chất là lỏng như vậy, nó rất dễ thẩm thấu vào các lớp tế bào da, đúng không ạ? Tuy nhiên tinh chất lại cũng rất lỏng vậy này, lại có một tác động hai mặt là chúng ta rất bị bay hơi. Nên đấy cũng sẽ là lý do để giúp khách hàng là tư vấn hàng tại sao khi dùng tinh chất chúng ta lại phải dùng kết hợp với kem dưỡng, đúng không ạ? Thì sau những cái phần mà chia sẻ tiếp theo của Ngọc Anh sẽ chia sẻ rõ hơn, mổ xẻ rõ hơn từng cái yếu tố tác động lên làn da, đúng không ạ? Từng những cái yếu tố ảnh hưởng vào cái cấu trúc của làn da và các loại da để chúng ta có thể phân biệt được là chúng ta thuộc loại làn da nào và có những cái biện pháp chăm sóc thích hợp nhất. Hãy theo dõi, follow cái kênh của Ngọc Anh nhé để nhận video tiếp theo. Bye bye cả nhà.